Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết cho đêm nay và ngày mai mùng 4 tháng 2. Ngay sau đây sẽ là các tin tức thời tiết chính sẽ có trong chương trình. Sương mù nồm ẩm ở miền Bắc kéo dài đến khi nào? Hàng chục chuyến bay phải điều chỉnh lịch khai thác do sương mù. Philippines, lũ quét và lở đất gây ảnh hưởng đến gần 20.000 người. Thưa quý vị, trong những ngày cuối tuần này, tình trạng sương mù, mưa phùn vẫn tiếp diễn ở nhiều địa phương ở miền Bắc, trong đó có Hà Nội. Độ ẩm tăng cao trong khi thời tiết ấm dần cũng sẽ khiến cho nồm ẩm kéo dài. Liệu hình thái thời tiết này sẽ duy trì đến khi nào? Xin mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây. Hôm nay, tình trạng sương mù và mưa phùn duy trì vào sáng sớm ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Tại nhiều khu vực đô thị như Hà Nội, chất lượng không khí tiếp tục ở ngưỡng nguy hại khi các lớp sương mù dày bao phủ, bụi bẩn không thể khuếch tán. Dù vậy, thời tiết trong hôm nay ở nhiều nơi tại miền Bắc cải thiện hơn một ngày trước, nền nhiệt tăng nhanh, trời hửng nắng về trưa và chiều. Độ ẩm vẫn ở ngưỡng cao khiến nồm ẩm tiếp diễn. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo hiện tượng sương mù, mưa phùn khả năng kéo dài đến hết ngày 4 tháng 2. Ngày 5 tháng 2, miền Bắc đón thêm đợt không khí lạnh cường độ yếu. Hình thái này khiến cho thời tiết khu vực còn mưa nhỏ nhưng nền nhiệt giảm, độ ẩm cũng giảm. Ngay sau đó, không khí lạnh tăng cường vào ngày 8 và 9 tháng 2, tức 28 đến 29 tháng Chạp, giúp miền Bắc kết thúc tình trạng mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Lúc này, nồm ẩm có thể chấm dứt. Dịp Tết Nguyên đán, thời tiết miền Bắc duy trì nhiều mây, rét sâu về đêm và sáng sớm, với nhiệt độ thấp nhất từ 12 đến 15 độ. Vùng núi và trung du có thể rét đậm, có nơi rét hại, mưa chỉ xuất hiện với lượng nhỏ rải rác. Trong khi đó, mưa khả năng tập trung ở khu vực Trung Trung Bộ. Tại các tỉnh thành Nam Bộ, thời tiết nắng mạnh trong những ngày Tết Nguyên đán, rất ít khả năng xuất hiện mưa. Một số nơi có thể xuất hiện nắng nóng trên 35 độ C. Tiếp theo chương trình sẽ là dự báo thời tiết cho 5 thành phố chính trong đêm nay và ngày mai mùng 4 tháng 2. Thủ đô Hà Nội nhiều mây, sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, sáng và đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 20 đến 28 độ. Thành phố Vinh có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng, nhiệt độ từ 20 đến 26 độ. Thành phố Huế nhiều mây, không mưa, nhiệt độ từ 21 đến 28 độ. Thành phố Đà Nẵng có chung hình thái thời tiết như thành phố Huế, nhiệt độ từ 23 đến 29 độ. Thành phố Hồ Chí Minh ít mây, trời nắng, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ. Quý vị thân mến, tin từ Tổng Công ty Quản lý Bay Việt Nam cho biết, hôm qua do tình hình thời tiết tại sân bay Nội Bài có sương mù dày đặc, tầm nhìn giảm thấp, dưới tiêu chuẩn, ảnh hưởng tới việc tàu bay cất cánh và hạ cánh. Nhằm đảm bảo an toàn khai thác bay trong điều kiện thời tiết bất lợi, Tổng Công ty Quản lý Bay Việt Nam đã triển khai quy trình phối hợp điều tiết luồng không lưu tại Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài và Tân Sơn Nhất. Thông tin từ đại diện hãng hàng không Việt Nam Airlines, do ảnh hưởng của sương mù và thời tiết xấu, tại khu vực sân bay Nội Bài, Thọ Xuân, Vinh, Phú Bài, để đảm bảo an toàn khai thác, hãng phải điều chỉnh thời gian cất cánh, lùi từ 2 đến 6 tiếng đối với chuyến bay đến và đi từ các sân bay này trong rạng sáng và sáng ngày 2 tháng 2. Tại sân bay Nội Bài, nhiều chuyến bay nội địa và quốc tế hạ cánh xuống đây phải bay chờ trên trời hoặc hạ cánh tại sân bay dự bị tại Hải Phòng hoặc Đà Nẵng, đợi thời tiết tốt hơn, đủ điều kiện khai thác. Các chuyến bay cất cánh từ Nội Bài cũng phải lùi thời gian khai thác để đảm bảo an toàn. Gần 30 chuyến bay nội địa và quốc tế khác bị ảnh hưởng dây chuyền, thay đổi lịch bay. Số liệu thống kê cho thấy đã có 38 chuyến bay bị ảnh hưởng với 7 chuyến bay quốc tế và có 5 chuyến bay đã chuyển hướng hạ cánh tại các sân bay dự bị. Tổng Công ty Quản lý Bay Việt Nam đã thống nhất áp dụng biện pháp ATM trì hoãn tại mặt đất cho các tàu bay còn lại về hạ cánh tại sân bay quốc tế Nội Bài, đồng thời thông báo cho các cảng hàng không, hãng hàng không để phối hợp thực hiện. Đối với các chuyến bay từ Tân Sơn Nhất, Phú Bài, Cần Thơ, Liên Khương, Đà Nẵng, Cam Ranh, Pleiku về Nội Bài, sẽ tạm dừng chờ tại sân bay khởi hành. Chuyến bay có thời gian delay lớn nhất, cất cánh muộn khoảng 50 phút so với giờ khởi hành ban đầu. Thưa quý vị, chính phủ Philippines mới đây thông báo, mưa kéo dài nhiều ngày qua đã gây lũ quét và lở đất tại nhiều nơi ở vùng Davao, miền nam nước này, khiến ít nhất một người thiệt mạng và ảnh hưởng tới cuộc sống của hơn 19.000 người. Hội đồng xử lý và giảm nhẹ thiên tai Philippines cho biết, mưa lớn bắt đầu trút xuống 3 tỉnh ở Davao vào ngày 29 tháng 1, gây lũ quét và sạt lở đất nghiêm trọng. Cơ quan chức năng cũng ghi nhận 6 người bị thương, hơn 12.000 người bị ảnh hưởng đang lưu trú trong những khu nhà ở tạm của chính phủ. Cùng ngày, cơ quan thời tiết quốc gia Philippines dự báo, trong 24 giờ tới, nhiều khu vực trên đảo Mindanao sẽ có mưa lớn, đồng thời cảnh báo nguy cơ tiếp tục xảy ra lũ quét và lở đất. Trong khi đó, tại Mindanao, lũ quét và lở đất do mưa lớn tại đây đã khiến 6 người thiệt mạng. Những cơn mưa như chút nước
đã bao trùm cả một vùng rộng lớn trên đảo lớn thứ hai của Philippines, gây lũ lụt và lở đất, mà theo giới chức năng này đã khiến cho hàng nghìn người di tản đến khu vực lánh nạn. Tiếp theo chương trình sẽ là những cập nhật về tình hình thời tiết chung cho ba miền trong đêm nay và ngày mai mùng 4 tháng 2. Bắc Bộ có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Trung Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Nam Bộ có mây, ngày nắng, đêm không mưa, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3. Ngay sau đây sẽ là dự báo chi tiết cho các khu vực trên cả nước. Phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, gió nhẹ, sáng sớm và đêm trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 21 độ, riêng khu Tây Bắc từ 14 đến 17 độ, có nơi dưới 14 độ, nhiệt độ cao nhất từ 25 đến 28 độ, riêng khu Tây Bắc từ 27 đến 29 độ, có nơi trên 30 độ. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, sáng và đêm trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 22 độ, vùng núi có nơi dưới 18 độ, nhiệt độ cao nhất từ 25 đến 28 độ, có nơi trên 28 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, sáng và đêm trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 25 đến 28 độ, có nơi trên 29 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, đêm không mưa, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ, có nơi trên 31 độ. Khu vực Tây Nguyên có mây, ngày nắng, đêm không mưa, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 21 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ. Khu vực Nam Bộ có mây, ngày nắng, đêm không mưa, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Quần đảo Hoàng Sa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông nam cấp 3, cấp 4, sóng biển cao từ 0,5 đến 1,5 m. Quần đảo Trường Sa có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4, sóng biển cao từ 1 đến 2 m. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin được kính chào quý vị và hẹn gặp lại trong chương trình vào sáng mai mùng 4 tháng 2.